Em Đức xin chào các bác nhé. Trong cái video ngày hôm nay, em Đức Hải Dương lại tiếp tục lên sóng cho anh chị và các bạn thêm cái mẫu xe Kia Forte các bác nhé. Mẫu này được sản xuất 2009. Một chiếc xe giá bình dân các bác nhé. Kiểm tra cái màn hình cho các bác xem này. Màn hình khá là bự luôn, khá là rộng rãi. Đấy. Thì em Đức cùng với các bác lái trải nghiệm các bác nhá. Một chiếc xe đến thương hiệu từ Hàn Quốc. Đấy. Chốt cửa tự động anh em nhá. Cầm rất chắc luôn các bác. Cực chắc. Anh chị và các bạn mua cái mẫu này thì rất yên tâm anh em nhé. Với mẫu xe này thì một chủ từ mới luôn. Hiện tại trước này em nó đeo biển 4 số và bây giờ thì đã được ra tên một người quen các bác nhé. Nên anh chị và các bạn mua cái chiếc Kia Forte sản xuất 2009 này thì các bác cứ yên tâm về chỉ việc sử dụng thôi. Máy nguyên bản các bác nhé. Đấy, máy ngon, điều hòa mát, quân số thì nhẹ nhàng. Với cái chiếc Kia Forte này thì đã được nhà sản xuất trang bị cho phanh ABS 4 bánh này và túi khí an toàn. Đấy. Vô lăng tích hợp anh em nhé. Anh chị và các bạn chúng ta mua và chỉ việc sẵn đổ xăng thôi. Và với giá thì hiện tại là cái chiếc Kia Forte này thì em Đức đánh giá là rất hợp lý với tầm tiền hơn 200 triệu đồng. Anh chị và các bạn chúng ta mua về để sử dụng gia đình. Wow, con này khá là mát luôn. Thì em Đức sẽ chia sẻ về cái bộ phận điều hòa của chiếc xe này. Chiếc xe được trang bị chế độ là điều hòa auto anh em nhé.
chế độ điều hòa auto đấy. Đây là chiếc xe này được trang bị rất là nhiều đồ chơi, và cái vô lăng em này thì được trang bị túi khí này và kèm theo những phím bấm, gọi là vô lăng tích hợp các bạn nhé. Gương thì gương điện và đã được chế một cái gương cụp xòe anh em, cụp xòe rồi anh em nhé. Đấy, gương tích hợp xi nhan cụp xòe. Đấy. Và giá thì rất là yêu. Đây, chốt cửa an toàn các bạn. Chốt. Đấy, tự mở luôn. Với trước mình nhỏ các anh chị và các bạn, đây là một chiếc Kia Forte. Cái mẫu này được sản xuất năm 2009 các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc luôn. Và giá hiện tại em Kia Forte này thì đang được bên em Đức chào bán cho các bác là giá là 256 triệu đồng. Trong đó là đã có phí rút hồ sơ hoặc công chứng ủy quyền cho tất cả quý chị và các bạn. Nếu bác nào mà muốn công chứng hoặc ủy quyền hoặc rút hồ sơ thì bên em Đức bao thủ tục cho các bác nhé, rút hồ sơ công chứng ủy quyền. Giá 256 triệu. Và toàn bộ keo chỉ là zin hết các bác nhé, keo chỉ zin, máy zin luôn. Đấy. Với tầm tiền hơn 200 triệu thì cái dòng Kia Forte này thì nó đáp ứng cũng rất là nhiều tiêu chí cho chị và các bạn. Phanh ABS này, 4 bánh này, túi khí an toàn này, và cảm biến lùi này, màn hình cam lùi các bác nhé. Rồi là gương cụp xòe, rất là nhiều đồ chơi. Form xe thì còn rất căng, cực kỳ căng luôn anh em ạ. Con xe này rất vuông vắn, rất đẹp. Nếu bác nào mà mua được con xe, được cái chiếc xe Kia Forte này thì sử dụng thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Xe nhập khẩu anh em nhé. Giá tầm hơn 200 triệu thì mẫu này, mẫu Kia Forte này thì đi rất ổn định anh em nhé. Cực kỳ ổn định luôn. Đây, toàn bộ những cái thanh cảm biến lùi của nó đây các bác này. Đó, thanh cảm biến lùi của nó đây các bác nhé. Đấy, 4 cái thanh cảm biến lùi. Đèn thì vừa đèn halogen và vừa những cái đèn led bên trong các bác nhé. Đấy. Chiếc xe này thì mới ra tên biển Hải Dương thì cũng được độ tầm 20 ngày quay trở lại đây thôi các bác nhé. Đấy. Chính tên chính chủ luôn. Xe là bảo hành các bác là không đâm đụng, không tiến lạng, không thủy kích các bác nhé. Đấy. Đấy. Bộ la răng đúc của nó này, của em nó đây các bác này. Phanh ABS bên trong các bác nhé. Cú lốp vào đây các bạn, cú lốp em vào đây. Đó. Chưa có gọi là hiện tượng là mối mọt gì anh em ạ. Đấy, xe thì căng đét luôn. Đấy. Bảo hành về chất lượng cho anh em. Đấy. Gương thì tích hợp xi nhan cụp xòe các bác nhé. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2022. Đấy, đến giữa là sang năm thì chiếc xe này thì hiện tại bây giờ là đăng kiểm của nó các bác này 14P này các bác này. Đấy. 2622 các bác nhá. Một chiếc xe được mang tên chủ Quảng Linh và hiện tại đã được về tên của một bà chị của em Đức các bác nhá. Đấy. Về biển Hải Dương. Đấy các bác. Phanh ABS. Xe rất đẹp luôn. Sàn sóng ở đây các bác này. Đấy.
Thường thì những chiếc xe mà một chủ từ đầu thì bao giờ người ta đi rất giữ gìn anh em nhé, cực kỳ giữ gìn đó. Cái người mà có chiếc xe Kia này thì người ta rất giữ gìn luôn. Và bây giờ hiện tại bây giờ vào tên của một bà chị em ở Hải Dương thì đã về chính chủ rồi các bác nhé, nên là rút hồ sơ hoặc không chứng cứ ủy quyền thì rất là đơn giản nhẹ nhàng. Lúc trước rất là dày dặn đó nha, lúc trước lúc 2019 này anh em ạ, lúc 2019. Lúc 2019 đâu anh ạ, lúc rất dày dặn luôn. Anh chị cũng bạn mua về thì được sẵn đầu xăng thôi, xe thì căng đét luôn các bác nhé, căng đét luôn. Về phần máy móc thì em bảo hành cho các bác là máy móc nguyên bản các bác nhé, máy móc nguyên bản luôn, keo chỉ zin, xe không đâm đụng. Toàn bộ những ốc này của nó các bác chưa có tháo ra con nào các bác nhé. Cabo các bác. Bình ắc quy thì mới thay luôn, mới thay mới tinh luôn rồi các bạn ạ. Tất cả mọi thứ về chiếc xe Kia Forte này thì các bác mua về thì các bác yên tâm, chỉ việc đổ xăng thôi. Đấy, chất lượng là em Đức bảo hành cho các bác luôn. Từ về phần máy móc rồi keo chỉ các bác nhé. Đấy, về an ninh thủ tục mọi thứ em Đức sẽ bảo hành cho các bác. Chất lượng thì bền bỉ theo năm tháng. Keo chỉ zin hết luôn anh em nhé, keo chỉ zin hết luôn. Đấy, xe không lỗi nằm gì. Chiếc xe này là không có chạy dịch vụ, không chạy taxi anh em nhé. Đấy, không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Một chữ từ chủ từ đầu. Ghế da thì được trang bị màu đen, bọc màu đen. Đây, cái tem là tem của nhà sản xuất này, tem nhập khẩu các bác nhé. Đây, tem Hàn Quốc luôn. Một chiếc xe nguyên bản thì nó còn rất là đẹp. Bác nào mà mua được em này về sử dụng thì quá ok và yên tâm, tuyệt vời luôn. Đấy. Đây. Cái tappy của em này các bác này. Xe là cam kết các bác là không taxi taxi gì anh em nhé. Đấy. Tư nhân một chủ từ đầu. Xe thì rõ ràng nguồn gốc. Sàn thì vẫn là được bọc sàn da, bên trong là nó vẫn nỉ anh em, vẫn nỉ bên trong, vẫn nỉ bên trong. Các bạn nhìn chiếc xe led căng luôn, zin hết các bạn nhé, chiếc này zin hết luôn. Cái mang nước các bác nhìn này,
chỉ cho nó zin đét luôn, đinh tán zin đét luôn anh em. Đó. Giá 256 triệu thôi. Đấy. Đáng đồng tiền bát gạo các bác mua các bác nhé. Các bác mua chiếc này yên tâm luôn. Nào, các bác nhìn này. Toàn bộ cúp của nó đây các bác này. Đó. Nó cũng được dán chống ồn nhưng mà bác này bác chỉ dán dán điểm thôi chứ không có dán kín hết các anh em nhé. Chỉ dán điểm thôi. Keo chỉ zin hết luôn. Anh em yên tâm các bác nhé. Mua về chỉ việc sẵn đồ xăng thôi. Đấy. Bảo hành về chất liệu cho anh em. Xe căng đét luôn rồi. Chất lượng thì anh em yên tâm, mua về chỉ việc sẵn sử dụng thôi. Đấy. Em này là có cái chế độ là điều hòa ô tô anh em à, điều hòa ô tô luôn này các bác này. Đèn là tự động sáng các bác nhá. Rất là nhiều tính năng. Anh chị và bạn mà chúng ta muốn xem xe và lái trải nghiệm cái mẫu xe Kia Forte sản xuất 2009 này thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương trên trục đường 5 hướng Hà Nội Hải Phòng, và các bác liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0975567089 để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Kia Forte này. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn những video clip lần sau. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhá.